Hello cả nhà, có một anh dưới dưới Tiền Giang, có một anh dưới Tiền Giang đã coi YouTube và lên ủng hộ mình rồi. Đó, cái này là B125. Anh lên anh đồng hồ mình chuông bố carbon rồi mình vô của anh đây. Anh bố mỏng dính này. Lắc 155 đời sau này là bố làm mỏng. Bố của anh bỏ ra nè. Chuông nè. Chuông của anh mình bỏ ra cho anh, anh thích thì anh mang về nhé. Ắc nồi. Phun nguyên bộ nồi trước cho anh luôn nè. Nói chung bộ nồi này đi cũng được, nhưng mà không phải là không được, nhưng mà thôi. Muốn chạy bốc thì mình mới thay. Rồi. Nó còn mới. Này chạy được 5.000 mấy cây rồi. Rồi, nguyên bộ. Đúng ra là anh phun cái ba càng với chuông carbon là vừa rồi, nhưng mà anh này anh thích nè, chạy cho nó cái đường chạy nó khác tí. Thì mình vô cái nồi tăng tốc cho anh. Rồi, không lắp rồi. Rồi. Rồi, bye bye cả nhà, chúc cả nhà sức khỏe, dồi dào sức khỏe, bình an, vui vẻ. Cảm ơn anh trai ở Tiền Giang. Rồi, bye bye cả nhà.